bộ trang phục do mẹ cô dâu chuẩn bị, sau đó đến bộ trang phục do nhà trai chuẩn bị. Trang phục được mặc lên người cô dâu, tầng tầng lớp lớp, không mặc được hết, cứ thế phủ lên đầu, lên vai cô dâu. Vào ngày này, ai cũng muốn đưa cho cô dâu những bộ trang phục của mình để thể hiện lòng yêu thương, bao bọc cô dâu. Cô dâu nào có càng nhiều họ hàng hay nhiều người yêu quý thì ngày này số trang phục sẽ càng nhiều. Đây cũng là nét đẹp truyền thống trong phong tục cưới hỏi của người giao tiền, thể hiện được sự quan tâm, yêu thương của gia đình, người thân đối với cô dâu, đồng thời đóng góp giữ gìn trang phục truyền thống của dân tộc giao tiền. VVP xin mời quý vị và các bạn đến với lễ cưới của dân tộc Giao Tiền của xã Quy Hướng, Mộc Châu. Xin giới thiệu với ban tổ chức, ban giám khảo, chúng tôi xin được giới thiệu một nghi lễ nhỏ nhưng không kém phần quan trọng trong đám cưới truyền thống của dân tộc Giao. Đó là lễ choàng xin. Lễ này được thực hiện tại nhà gái trước khi cô dâu về nhà chồng và nhà trai rước dâu về. Ông mối, bà mối và người dẫn dâu. Ông mối làm phép lạy sáu lạy để che chở cho cô dâu đi trên đường về nhà chồng, để cô dâu về nhà chồng an toàn. Cô dâu mặc trang phục cưới, ngồi trên ghế ở cửa và nhìn ra cổng. Ông thầy cúng của nhà gái và ông mối của nhà trai đứng sau lưng cô dâu để làm lễ choàng xin, đọc lời chúc chúc phúc cho cô dâu về nhà chồng. Nếu đôi vợ chồng nào có con cái rồi thì sẽ phải làm lễ này cho con trước, và nhà chồng sẽ phải đón con về trước rồi sau đó mới đón dâu về sau. Sau khi làm phép xong thì quay vào nhà mời anh em họ hàng bên ngoại đưa cô dâu về nhà chồng. Nhà gái cử 4 người, 2 người nam, 2 người nữ đưa cô dâu về nhà chồng. Đoàn đưa dâu đi sang nhà chồng, cô gái dẫn dâu cầm tay cô dâu dắt đi. Bên cạnh có một người đỡ cô dâu, bà mối đi trước. Đi được một đoạn, bà mối chia bánh kẹo cho những người đưa dâu để cảm ơn. Khi cô dâu gần về đến nhà trai, đoàn đưa dâu dừng lại gần nhà hoặc sân nhà hàng xóm để mặc thêm những bộ trang phục do họ hàng, gia đình chú rể chuẩn bị, sẵn chậu nước, đồng tiền bạc để rửa tay, rửa gội hết tà ma, và đưa cô dâu vào trong nhà, ngồi trước bàn thờ chính để thầy cúng làm lễ báo với tổ tiên là đã đón được dâu về nhà an toàn. Lễ đón dâu kết thúc, cô dâu cởi bỏ vớt váy áo, chỉ mặc 2 bộ trang phục của mẹ đẻ và mẹ chồng. Trong đám cưới của người giao tiền, nhà trai phải chuẩn bị rất nhiều đồ lễ để đưa sang nhà gái làm đồ lễ cưới, cũng là đồ lễ do nhà gái thách cưới, gồm có tiền bạc, vàng giấy gió, gói lễ vật của lễ tơ hồng, mổ 3 con lợn to. Chia phần theo danh sách thách cưới của nhà gái, giá gạo nếp làm bánh rán, rượu hoãng, thịt chua, 2 đôi gà, 1 con lợn con.
lễ tơ hồng do những người đàn ông của nhà trai gói lễ vật gồm muối, dây tơ hồng, bạc trắng, giấy vàng, bạc đỏ trắng. Lễ tơ hồng có ý nghĩa rất quan trọng, đó là đôi bạn trẻ đã được ông tơ bà Nguyệt xe duyên làm lễ tơ hồng, thể hiện sự gắn kết tình cảm của đôi bạn trẻ cũng như thông gia hai họ. Cùng với lễ nhận đồ cưới của nhà trai, ngoài lễ vật nhà gái đã chuẩn bị đặt lên bàn thờ thì đồ dẫn lễ cưới của nhà trai cũng được đặt thành hàng trước bàn thờ tổ tiên của nhà gái. Nhà gái cử người lên kiểm tra đồ dẫn lễ của nhà trai, thấy đầy đủ thì thực hiện nghi lễ cắt khẩu cho cô dâu. Cắt khẩu xong cho cô dâu, chú rể thực hiện nghi lễ xin dâu và được nhận các anh chị ruột, các anh rể chị dâu bên nhà gái và uống rượu chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. See you in next video.